Trời ơi sao mỗi năm mà Tết về là phải cứ mệt mỏi đến thế, lại phải đối diện với những thứ này, thật chẳng biết phải làm sao đây. Không, tại sao Tết nào cũng như Tết nào vậy hả? Từ nhà vua bếp đứng xong lại ngồi, đầu bù tóc rối cũng chẳng êm xuôi, dọn dẹp nấu nướng như hết cả đầu, chẳng lẽ không ai giúp được hay sao? Nấu món chi rồi phải mua gì, nấu bao nhiêu món thì mới đủ vị. Tết năm nào cũng chỉ có mấy câu, nấu ăn thôi mà ôi phải nhức cả đầu. Bây giờ phải làm sao? Đừng lo, Tết nay sẽ dễ dàng, vì CP Food ân cần bên bạn. Có CP Food Tết chẳng thở than. Tết 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 có CP Food Tết thật dễ dàng. Tết 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 có CP Food Tết chẳng thở than. Tết nên mình sẽ làm là làm đồ bếp bày ra. Thức ăn liền muốn gì thì cứ mà nói miệng nặng. Chiên kho hay hấp chỉ cần chờ một chút. Và ngày CP Food tiền lời có hết luôn. Tết nay sẽ dễ dàng. CB Food. Tết, 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 Tết,